Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Coin68. Vậy là năm 2018 với hàng ngàn biến động đã trôi qua, chúng ta bước vào năm 2019 với những kỳ vọng mới dành cho thị trường tiền điện tử. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những xu hướng lớn của thị trường tiền điện tử trong năm 2019. Xin hãy lưu ý rằng nội dung của video này chỉ là quan điểm của Coin68, các bạn hãy bổ sung nếu cảm thấy vẫn còn những xu hướng quan trọng chưa được nhắc đến nhé. Ở vị trí thứ 5, chúng ta có các sàn giao dịch phi tập trung. Cả năm 2018, chúng ta đã nghe nói rất nhiều đến các sàn giao dịch phi tập trung hay các decentralized exchange. Nói một cách đơn giản, một sàn giao dịch phi tập trung là một loại sàn giao dịch cắt giảm người trung gian bằng cách tạo ra một môi trường không tin cậy thông minh. Các giao dịch được thực hiện thông qua một hoặc là nhiều hợp đồng thông minh hay là atomic swap để tiền tệ không phải thông qua bên thứ ba, nghĩa là một nơi mà giao dịch có thể hoàn toàn ngang hàng. Nhưng tại sao chúng ta lại cần đến các DEX? Đơn giản vì những lý do sau. Đầu tiên và quan trọng nhất là người dùng có toàn quyền kiểm soát số tiền của mình. Một sàn giao dịch phi tập trung được sở hữu và điều khiển bởi tất cả các bên tham gia. Vì vậy, không có một tập đoàn tập trung nào có được quyền lưu giữ nguồn vốn của khách hàng. Việc kiểm soát tiền luôn nằm trong tay người dùng. Nếu có cấu trúc mạng lưới ngân hàng, các giao dịch diễn ra giữa các bên trong mạng lưới bằng các hợp đồng thông minh, thứ mà chỉ có thể được điều khiển bằng private key của các bên tham gia. Người dùng kiểm soát private key cũng như nguồn vốn của họ mọi lúc với sàn giao dịch phi tập trung. Ngoài ra, chúng ta còn được hưởng lợi từ thời gian xử lý giao dịch ngắn cộng với chi phí thấp, tính bảo mật của sàn giao dịch cũng cao hơn và có tích hợp liền mạch các vi cứng bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi xếp DEX ở vị trí thấp nhất bởi vì giải pháp này vẫn đang tồn tại rất nhiều câu hỏi chờ trả lời. Ví dụ như chúng vẫn đang còn rất khó xài với người dùng phổ thông. Thêm vào đó, cách vận hành hiệu quả một sàn giao dịch phân quyền vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn. Vị trí thứ tư, sự tham gia của các tổ chức đầu tư. Đây là một xu hướng gây ra những phản ứng trái chiều trong cộng đồng. Nhiều người muốn các tổ chức đầu tư đổ vốn vào để vực dậy thị trường, trong khi phần còn lại lo sợ việc thả những con cá voi vào sẽ làm thị trường biến động còn khó lường hơn. Tuy nhiên, với việc ETF hay BAKKC vẫn đang được xúc tiến, như Coin68 đã từng nhắc đến ở một video trước đây, cộng thêm các dịch vụ lưu ký và bảo hiểm dành cho các tổ chức đầu tư, đây có vẻ như là một xu hướng không thể cản lại trong năm 2019 này. Nhưng tại sao chúng ta vẫn không nên kỳ vọng quá nhiều? Bởi vì bạn có thể dắt một con ngựa đến bờ sông nhưng không thể bắt nó uống nước được. Tương tự, chúng ta có thể chào mời những điều kiện hết sức thuận lợi để thu hút sự chú ý của các công ty lớn, nhưng việc họ có quyết định bước vào thị trường hay không lại là một chuyện khác. Không ai muốn là cái đi đầu trong một thị trường điên cuồng và nhiều cạm bẫy như thế này cả. Vị trí thứ 3, token chứng khoán hay security token. Nhiều người đã nói rằng năm 2019 sẽ là năm của STO. Phương thức này nhận được sự chú ý của cộng đồng vì nó trả lời được câu hỏi mà ICO vẫn thường trả lời qua loa, đó là token của tôi mua có thể dùng để làm gì. Trong khi các nhà đầu tư ICO mua lại các utility token và không nhận được bất kỳ quyền hay cổ phần nào từ công ty mà họ đầu tư, các nhà đầu tư STO có nhiều quyền hơn và có thể sở hữu cổ phần tương tự như một doanh nghiệp IPO truyền thống. Lợi ích của việc tung ra hình thức STO so với ICO là các nhà đầu tư nhận được một token được đảm bảo bởi tài sản, vì nó về cơ bản là một phần tài sản của công ty. Các doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững hơn vì nó có thể mở rộng mảng kinh doanh của mình. Và hình thức STO còn loại bỏ được các dự án có dấu hiệu lừa đảo bởi sự tuân thủ chặt chẽ pháp luật của chính phủ. Tuy nhiên, nhược điểm của STO là nó lấy đi bản chất phi tập trung của tiền mã hóa khi các cơ quan chính phủ sẽ tham gia vào việc giám sát một đợt STO. Với thực tế cho thấy rằng các sản phẩm dịch vụ tài chính có liên quan cần phải có sự đảm bảo từ những cơ quan tổ chức có uy tín giám sát tính hợp pháp của chúng. Tóm gọn lại thì STO sẽ giúp mang lại sự tín nhiệm, cải thiện mô hình tài chính truyền thống, dễ dàng tiếp cận thị trường đầu tư, đồng thời giảm chi phí các dịch vụ tư vấn pháp luật cũng như giảm đáng kể sự thao túng và phá hoại của các tổ chức liên quan. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích đã nói đến ở trên, việc phát hành Security Token hiện nay vẫn chưa có một quy định rõ ràng về quy chuẩn đánh giá cũng như là quy trình phát hành. Việc loại bỏ hoàn toàn vai trò của các tổ chức trung gian cũng sẽ làm tăng áp lực lên cả chủ dự án và nhà đầu tư. Và thêm vào đó, việc phải chịu nhiều quy định đối với tài sản chứng khoán có thể sẽ thu hẹp khả năng phát triển của dự án từ lúc ban đầu. Xu hướng thứ hai là tiến vào thị trường game và giải trí. Chắc hẳn ở đây chưa ai chưa từng nghe qua cái tên CryptoKitties. Ngay sau khi ra mắt vào ngày 28 tháng 11 năm 2017 trên mạng lưới Ethereum, nó đã tạo ra một cơn sốt thực sự. Dữ liệu từ ETH Gas Station cho thấy CryptoKitties đã chịu trách nhiệm cho 14% số giao dịch được thực hiện trong 1.500 block sau đó.
Đây quả thật là một con số ấn tượng với một trò chơi mà ban đầu nhìn lướt qua thì có thể vô thưởng vô phạt. Năm nay, chúng ta có thể kỳ vọng vào những thứ còn lớn lao hơn, những mạng lưới game blockchain được đầu tư kỹ lưỡng hơn, giữ chân người chơi lâu hơn và có thể chơi được trên đa nền tảng. Tuy nhiên, điều này sẽ không diễn ra quá nhanh bởi vì các game thủ và nhà phát hành vẫn cần thời gian để tìm ra được công thức hiệu quả cho không gian này. Đồng thời, các dự án lớn hoàn toàn có thể hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ như là hệ thống giao dịch trong game hay mua các bộ phim âm nhạc như Verse đã làm với Pornhub, điều có thể loại bỏ sự bất tiện khi sử dụng thẻ tín dụng trong thời điểm hiện tại. Đây là một xu hướng quan trọng cho thị trường tiền điện tử bởi vì nó sẽ mở rộng cơ sở khách hàng của thị trường lên rất nhiều và nếu càng có nhiều người dùng, giá trị của thị trường sẽ ngày càng tăng cao. Cuối cùng, ở vị trí thứ nhất, Lightning Network hay sự mở rộng của các đồng coin lớn. Chắc không cần phải chờ đến thời điểm hiện tại mới có người vỗ trán và bảo rằng thôi chết rồi, mạng lưới Bitcoin chỉ xử lý được có 7 giao dịch mỗi giây thôi và thậm chí nếu chúng ta gấp đôi gấp 3 con số đó lên thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cần mở rộng quy mô Bitcoin cũng như Ethereum và mọi loại tiền điện tử khác. Ngay bây giờ đã có rất nhiều cuộc tranh luận về các giải pháp mở rộng này. Như các bạn có thể thấy, Lightning Network đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Cho năm 2019, xu hướng này sẽ tiếp tục như vậy nhờ vào làn sóng nền tảng ví di động và những ứng dụng hỗ trợ cho Lightning Network tiếp tục bùng nổ. Điều quan trọng tiếp theo là sự hỗ trợ từ các sàn giao dịch. Nếu các sàn lớn có thể tích hợp phương thức này vào, đó sẽ là một giấc mơ. Không chỉ Bitcoin, Ethereum cũng đang hướng đến việc mở rộng mạng lưới và hướng đến bản cập nhật Plasma như Coin số 8 đã nhắc đến ở một video trước đây. Khi các đồng tiền lớn bắt đầu làm việc nghiêm túc để trở lại cuộc chơi, chúng ta hoàn toàn có quyền để kỳ vọng vào một khoảng thời gian tươi sáng cho thị trường ở phía trước. Trên đây là nhận định về những xu hướng lớn có khả năng ảnh hưởng tích cực đến thị trường tiền điện tử trong năm 2019. Coin số 8 có bỏ lỡ xu hướng nào hay không? Bạn hãy comment ý kiến của mình bên dưới và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Coin số 8 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại.